Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Nguyễn Quang Thuận. Ok, thì kênh này mình chia sẻ một vài những cái thủ thuật cá nhân và cũng có liên quan đến ít nhiều kinh nghiệm về AutoCAD, thì các bạn cũng đã bạn nào đã từng theo qua kênh của mình cũng đã biết rồi. Thì lần đầu tiên thì trước khi mình xử xử lý cái lỗi mà ở trong tiêu đề video này mình đã thể hiện, thì mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã cùng đồng hành và đón xem, theo dõi các cái kênh video ở các cái video trên kênh của mình. Đấy, thì bây giờ đang được chạm mốc là gần 20.000 người. Đấy, mình rất là vui. Ok, thì một lần nữa thì mình xin cảm ơn tất cả bạn và hãy cùng ủng hộ mình trong những cái video tiếp theo mình ra mắt. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với đúng cái nội dung của tiêu đề video này, cũng liên quan đến phần mềm AutoCAD nha các bạn. Đây thì ở trên cái diễn đàn AutoCAD, cộng đồng AutoCAD Việt Nam mình quản lý ấy, thì có rất nhiều bạn đặt ra những câu hỏi liên quan đến cái việc là thiết lập cài đặt trước khi vẽ CAD, thì có một số những cái lỗi mà mình thấy là nó rất là khá là quan trọng, nó ảnh hưởng đến ít nhiều trong cái công việc, trong quá trình các bạn làm việc ấy. Thế thì có một cái lỗi, thực ra thì nó không phải lỗi mà nó gọi là một cái vấn đề bạn gặp phải thôi. Khi chúng ta chưa hiểu rõ thì nó gọi là vấn đề mắc phải, thì chúng ta tạm 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 coi là lỗi đi. Đấy, thì mình xử lý như nào? Thế thì ở đây thì có nhiều bạn là mắc phải là khi một ngày đẹp trời bạn mở CAD ra thì không thấy cái hiện tượng như sau. Tức là bình thường các bạn vẽ CAD đúng không ạ? Mở ra thì nó có các cái dòng lệnh này, các bạn làm việc rất là sướng. Đây. Cái mình đang khoanh đỏ đây, tức là cái dòng này là khi bạn gõ một lệnh thì nó sẽ ra tất cả những cái nhóm lệnh gợi ý ở dưới này, được chưa? Đấy, ví dụ lệnh like, lệnh ISO, lệnh on này, LA, đấy khi mình gọi lệnh chữ L hoặc là bạn gõ một lệnh bất kỳ thì nó hiển thị ra cái bảng lệnh gợi ý như này. Đấy, thì các bạn làm việc cảm thấy nó rất suôn sẻ, mình có thể chọn lệnh tùy ý các bạn, đúng đúng theo các bạn. Có những cái lệnh dài các bạn không thể nhớ hết tên lệnh của nó thì bạn có thể tích luôn vào, đúng không? Đấy thì rất là ok. Tuy nhiên thì trong một ngày đẹp trời bạn gõ lại không hiển thị ra cái này, được chưa? À, mình lưu ý luôn là cái tính năng này thì chỉ có những cái phiên bản AutoCAD đời cao mới có nhá. Mình nhớ không nhầm là từ 2014 2015 nó mới có đấy. Không biết 2010 mình có không, tại vì mình không dùng CAD 10. CAD 2 từ hay mình CAD từ CAD đời cao là từ 2014 2015. Mình sử dụng luôn, thế nên là mình thấy tính năng này rất là hay. CAD là 7 là không có bạn nhé. CAD là 7 không có. Mình không nhớ chính xác là CAD 10 có hay không. Thì các bạn cũng lưu ý là cái này thì CAD 7 hoàn toàn không có. Nhưng đối với CAD đời cao từ 2015, 14 trở 15 trở lên ấy, nó đã có tính năng lệnh gợi ý như này rồi thì rất là hay. Đấy, tuy nhiên thì nhiều bạn lại cài CAD đời cao rồi nhưng lại không có tính năng này, thì vấn đề nằm ở đâu đúng không ạ? Vấn đề nằm ở đâu? Thế thì ở đây minh họa đây. Đây, thì khi các bạn gõ một lệnh like bất kỳ ra thì nó không hiển thị cái lệnh gợi ý nữa. Thì làm việc các bạn cảm thấy là rất là khó chịu. Hoặc là ví dụ những cái lệnh khác, ví dụ lệnh DD hoặc là lệnh array chẳng hạn, đúng không ạ? Classic mình hay dùng cái lệnh đấy thì để nó ra thì cũng không có, hoặc là lay ISO rồi. Đấy, hay là một số lệnh khác, ví dụ DDPtype này là những cái lệnh mà để lựa chọn tín hiệu của điểm ấy. Nếu như bạn mà không thuộc tên lệnh thì gần như các bạn sẽ không gõ ra được lệnh này đấy, hoặc là mất rất nhiều thời gian. Thế thì cách xử lý nó là như thế nào, được chưa? Bước 1 là các bạn kiểm tra cho mình là cái phím F12, các bạn bật tắt phím F12 thử xem cái dòng này nó có sáng không. Đó, tức là bật cái dòng cho mình là bật cái dòng comment phụ, nó nằm ở phía con trỏ chuột. Thì khi biểu tượng này nó sáng lên, tức là bạn đã bật thành công. Đây. Đấy, thì nó đã hiển thị cái dòng comment rồi. Nhiều bạn là cái phím F12 bị tắt, tức là cái dòng comment phụ nó không sáng như này. Các bạn có thể kích trực tiếp vào đây cũng giống như là F12 bật tắt, được chưa? Đấy, ok. Thì bạn bật sáng đã, bước 1 là bạn bật sáng để nó ra cái dòng comment này. Nhiều bạn là khi tắt đi thì nó sẽ không ra dòng comment này nhá. Đấy, khi mình gõ này, nó chỉ hiển thị ở dưới này thôi. Nó không ra dòng comment phụ nữa. Đấy. Đấy thì khi mà bạn đã gõ ra dòng comment phụ rồi nhưng mà gõ lệnh này thì nó lại không hiển thị ra dòng lệnh gợi ý, thì đây mình vấn đề là cốt lõi đúng không ạ? Các bạn sẽ xử lý như nào ạ? Tại đây thì các bạn có thể là gõ một cái lệnh. Gõ lệnh nó là à, ở đây thì khi bạn gõ lệnh này thì nó sẽ không xuất hiện ra, thì bạn thể làm theo bước này. Các bạn chỉ vào cái dòng đấy, cái biểu tượng cài đặt ở đây. Đấy, cái biểu tượng của cái gọi là cái biểu tượng cài đặt ở đây. Của dòng comment này nhá. Đấy, của dòng comment chính này. Comment chính này các bạn bật tắt bằng lệnh Ctrl 9. Đấy. Ctrl 9. Thì khi mà bạn gọi bằng Ctrl 9 có thể bật tắt nó ra, thì bạn kích vào cái biểu tượng là cái clay này. Đấy, mỏ lết này. Thì bạn bấm vào cái chỗ input setting này, các bạn tích cho mình hai cái dòng này, auto complete đấy và auto correct này. Đấy, bạn tích vào.
Đấy, hoặc cách hai các bạn kích vào đây, các bạn chọn luôn cái dòng input search option, kích vào đây nó có này, thì bạn tích cho mình hai kiểm này. Đấy, ok. Và cái dòng comment này bạn kéo xuống, được chưa? Và khi bây giờ thì các bạn gõ lệnh like này. Đấy, ví dụ đây nó ra luôn cái dòng lệnh gợi ý này. Thì vấn đề của các bạn đã được giải quyết và chúng ta đã kích hoạt cái tính năng là xem dòng lệnh gợi ý thành công. Đó, rất là hay đúng không ạ? Các bạn kích chỉ cần kích vào hai kiểm đấy thôi. Kích vào hai kiểm đó. Còn lệnh cái đầy đủ là khi bạn gõ này là lệnh input này. Input search option, đây lệnh đầy đủ là input search option, thì bạn có thể gõ lệnh tắt đây hoặc là kích vào đây. Hai cách thì cũng ra cái bảng này. Đó, các bạn kích vào đây, kích cả hai cái này kiểu như mình nhá. Còn như ở chỗ này thì bạn kích theo cái bảng này là ok. Được chưa? Đó. Ok, thì video này thì mình cũng nói vòng vo hơi dài rồi, thì mong các bạn đã sẽ mang lại một số những cái phần kiến thức hữu ích dành cho bạn nào mà đang gặp phải cái vấn đề tương tự. Ok, xin cảm ơn các bạn đã đón xem video này và đừng quên ủng hộ kênh của mình nhé, Nguyễn Quang Thuận, TNQ, đây là kênh của mình, và các bạn hãy cùng đón xem những cái video về luyện vẽ dành cho những bạn mà mới bắt đầu AutoCAD ở trên này, bài 1, bài 2 này, thì rất nhiều bạn ủng hộ, ví dụ đây là có khoảng tầm gần 200.000 lượt xem rồi và hơn 2,2 nghìn các bạn đã đánh giá lượt thích, rất nhiều bạn đánh giá rất là hay. Đấy, mình cảm ơn các bạn. Ok, ví dụ những cái bài số 1 luyện vẽ này chẳng hạn. Đấy, với tới 3,7 nghìn các bạn đánh giá lượt thích và gần 300 ngàn lượt xem. Đấy thì một con số rất là ấn tượng. Thì mình cảm ơn các bạn đã đón xem video này của mình nhá. Ok. Mình xin phép kết thúc tại đây. Chúc các bạn sức khỏe và thành công. Xin chào.